làm việc ở nhà đang trở thành xu hướng của các bạn trẻ, không đòi hỏi quá nhiều đến bằng cấp, thực tế bạn chỉ cần làm được việc. Nhiều ưu điểm của những công việc có thể làm tại nhà đang thu hút các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, thoải mái trong công việc, có sự riêng tư và yên tĩnh, tự do giờ giấc miễn sao đúng deadline. Đây là nghề dành cho những bạn muốn học xong có việc làm ngay, mang phong cách làm việc tự do với nhiều dự án như freelancer, thu nhập cao nếu bạn đủ chăm chỉ và có năng lực. Học viện ICT Hà Nội chuyên xây dựng các khóa học với lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với các bạn chưa biết gì về lập trình như học sinh cấp 2 và cấp 3, không học đại học, chuyển ngành, không cần học giỏi toán hay tiếng Anh. Kể cả là bạn không học đại học đều có thể học được, cam kết có việc ngay sau khi tốt nghiệp. Liên hệ ngay cho chúng tôi hoặc truy cập vào link phía dưới để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu cảm thấy hữu ích, hãy like và follow ICT Hà Nội nhé!